bốn góc đặt bốn khối nè, để xem nha. Đặt ở đây được không? Ok rồi, đặt ở đây. Bốn góc đặt bốn khối ở đây. Rồi có gì lạ đâu? Ôi, ôi cái gì? Ôi. Ôi cái gì? Ôi cái gì? Ôi lắc máy của tôi. Cái gì? Ba, cái con gì đây? Ôi cái con gì bay nữa kìa. Ôi no no. Ôi cái con gì vậy? À con tôi dây. No no không không. Nó chạy. Cái con gì đây? Không, con tôi dây. Đó thấy chưa? Trời ơi, tôi đã nói rồi, cái mâm này nó rất là thần kỳ luôn. Chỉ cần kêu thức ăn là nó sẽ tự động xuất hiện cho chúng ta luôn đó. Ủa bữa mà ông Dịch ông đi đâu rồi? À hồi nãy ông ăn trúng cái bánh nhân đậu đen đó, cái ông đi toilet mất tiêu rồi. À, ok thôi mình kêu cái gì ra ăn tiếp đây, trời ơi đói bụng quá. Ước gì mâm thằng cho con xin ổ bánh mì. Ổ bánh mì nè, ổ bánh mì ai bánh mì nấu á? Ờ ờ cái gì cái gì cái gì? Thôi mơ đi ai bánh mì không? Ủa cái gì? Ủa đi. À cái gì vậy? Ủa con bé đây, mày đi vô đây làm gì vậy? Em làm bánh mì. Nó cho tôi hamburger nè, được không? Ủa mà sao nó kêu bánh mì tào lao à? Ủa mày qua đây làm gì? Em qua đây để em bảo một cái tin rất đặc biệt. Thôi. Tin gì đặc biệt nói coi. Rất đặc biệt là cái gì? Thôi em phát hiện một cái điều kinh khủng hết luôn ở trong phía khu rừng của nhà mình á. Cái gì kinh khủng khiếp là cái gì? Mày kiếm được cái gì? Điều kinh khủng khiếp đây chính là đoán xem. Để em mày tin. Tôi biết rồi. Gì? Là nó bây giờ á, nó muốn mình lấy cái rìu đó chặt cái mông nó để nhúm củi. Tao chặt cái mông rồi ra. Giờ mày nói rồi, mày có nói không? Con người có ăn hóa, có văn, có ăn có học mà sao toàn đi ngắm đứt người khác vậy? Giờ nghe em nói nè. Em tìm được một cái bí mật kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp là gì, nói đi. Đó, kinh khủng khiếp ở trong này nè. Đi qua đây em xin. Đâu đây. Cái hang á, qua đây. Ok đi. Sợ luôn, nhìn đứng bao ghê luôn. Cái đít nó nhìn ghét quá. Đi lùi đi. Tào lao, đi lùi đi. Trời ơi, đi lùi mà không thấy đường ơi, nhìn đất đi. Cái đất nó kìa. Đây nè, anh qua đây nè. Anh nhìn đâu cái chỗ vách đá này. Thấy rồi. Đó, gì thấy rồi. Thấy cái đất. Nhìn cái kìa. Nhớ lên. Đâu. Đây nè, anh nhìn đâu. Em nghiên cứu là cái đá bình thường sẽ mực như cái đất em. À quên, mực như cái này nè. Đó, xong rồi còn bên bây giờ bên trên lại thành nứt giống như kiểu có ai bứt vô. Cái này là cái núi của người ta hay có gì đâu cũng kéo người ta lại đây làm gì vậy? Kéo ai làm gì trời. Ờ, nhưng mà cái hang này theo dấu hiệu nhận biết của em ở sống ở khu rừng này mấy trăm năm nghìn năm nay là những cái dấu hiệu này là hang của hang kỳ lân á. Hang kỳ lân. Kỳ lân là con gì? Con kỳ lân là con gì? Nó có giúp ích được gì không? Con kỳ lân hả? Nó giúp ích được nhiều thứ lắm. Nó bắt nó về nó ăn thịt mình nè. Đó. Tào lao, uống gì thôi mày bắt nó làm gì? Không, nhưng mà tức là đấy là nó khi chưa được thuần hóa rồi, nếu mà mình thuần hóa được nó là mình sẽ gọi là cưới được nó. Ôi, vậy giống như là con thú cưỡi giống như con chocobo vậy hả? Đúng rồi, nó gần to với chocobo luôn. Thế giờ mày nói đại với con bày đặt là ôi nè con chocobo nè, cưỡi được nè. Ờ rồi, này con này cưỡi được nè. Ờ đúng rồi. Khoe này thì khoe. Ờ nó giết chocobo rồi. Ờ đúng rồi nè. Ờ thôi được rồi, đừng đánh nhau nữa. Ờ mà hình như là con kỳ lân là thú cưỡi nè, vậy là ông Mr. Vịt cũng có một con sắp bay nè, Timmy cũng có được một con chocobo, còn mình thì mình chưa có con gì để cưỡi hết anh em ơi. Hay là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ bắt cái con kỳ lân này ra để mình làm thú cưỡi ta, cũng là một ý hay đó. Ok được. Đúng vậy rồi. Mình soát nó nha. Ok đâu giờ mình phải đập cái núi ra để mình vô mình bắt nó hả? Đúng rồi, giờ mình lấy cái tay mình tán vô cái hòn đá nè. Đá pa. Tào lao, con cái này nè, sao mày không khoan, con cái máy khoan à? Đi ra đi ra để tôi bắn cho. Ôi đừng đừng cái này là cái hang bắn chết kỳ lân sao tào lao. Quên đây tôi bụp nè, đó đào đi, đào từ từ đập ra. Tôi đập bằng tay cho trời ơi, chứ mà không có máy khoan hả? Lấy máy khoan mà đập bằng tay rồi đào kỳ lân đâu trời ơi. Nè ôi đẹp quá hả? Vô đây nhai đồ em sao con kỳ lân. Cái con này nó bị nhốt trong chuồng rồi, không sao đâu, vô đây đi. Ôi con này là con kỳ lân hả? Ôi đẹp quá à. Ôi giờ vậy chuẩn bị bếp lửa với củi đây nướng ăn coi. Tào lao con kỳ lân để mình cưỡi đi, men con kỳ lân đi nướng ăn. Tào lao con bé cây mày muốn chết không? Tao làm thịt mày bây giờ. Ủa mà giờ con kỳ lân này làm cách nào để bắt được nó đây bé cây? Anh muốn bắt cái con kỳ lân này á thì anh phải biết rằng là nguồn gốc xuất xứ con kỳ lân này, anh thấy không? Bởi vì con này nó xuất xứ nó từ trên trời ấy mà dưới đất đâu. Ủa vậy là cái con kỳ lân này là con kỳ lân ở trên trời hả? Đúng rồi, là cái con này là con trời đánh á, nó bị đầy ở đây à.
nó con này quý hiếm lắm, mà bây giờ muốn thuần phục được nó giờ anh tin không? Anh chỉ cần anh bây giờ nếu mà thực ra là anh chỉ cần mở cái lồng này ra là anh bắt được nó rồi á, nhưng mà anh mở ra là nó hút cho anh hai cái thương hút lò thèo chết luôn. Ôi chứ vậy nó dữ vậy luôn hả? Vậy làm cách nếu nào đi? Anh muốn bắt được nó á, anh phải có cầm hai viên ngọc ở trên tay, một viên ở bên tay trái, một viên bên tay phải, mà hai viên ngọc quý đó á thì anh phải kiếm mà tít tận trên cung trăng cơ. Gì lên trên tới mặt trăng luôn hả? Lên trên đó gặp chú cụi, gặp chị Hằng để xin cái viên ngọc đó hả? Đúng rồi, lên trên đấy gặp chú cụi xin viên ngọc xanh màu xanh lam, gặp chị Hằng xin viên màu xanh lá đó, xong mình mang về đây rồi mình cầm vô hai tay là mình đính ứ ngực ra, hi là nó đi theo mình. À vậy là anh em ơi, mình hiểu rồi. Vậy có nghĩa là muốn bắt được con kỳ lân này thì anh em phải có được hai viên ngọc, một viên ngọc màu xanh lá cây và một viên ngọc màu xanh dương, mà hai viên ngọc đó phải kiếm ở trên trời, sau đó đem về đây và sau đó gắn vào trong cái người của con này là chúng ta có thể có được có thể là thuần phục được nó, chúng ta có thể cưỡi được nó. Trời hay nha. Ủa nhưng mà em Phong nhìn em à, em chỉ cho anh tư thế để chị ôi kỳ lân à, cầm viên ngọc trên tay à, thấy không? À xong rồi giơ hai tay lên, hi. Sao đứng yên rồi? Tào lao quá. Nó tào giáng lên sẽ bắt kỳ lân. Tào lao. Thôi bây giờ rồi. Ôi nhưng mà bây giờ đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không ai lưng. Đầu to quá. Ok ơi. Rồi để mình đóng lại nhốt kỳ lân trong đây. Ok đi ra ngoài đi. Ủa rồi bà tới mấy rồi? Tôi ở đây nè, quá đáng. Trời. Xin lỗi trời. Gì không chịu đi ra đi bà? Còn đứng đó nữa đi ra. Ơi bé cây bây giờ làm cách nào để lên được mặt trăng? Anh đâu có biết cách nào để lên mặt trăng đâu. Anh sợ anh ngày xưa anh có xem phim Tây Du Ký không? Có. Đó, em nhà em có dụng cụ để đi lên mặt trăng, em sở hữu cân đổ vân 4.0. Cân đổ vân hả? Ghê vậy. Ơ đi về. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về nhà của bé cây để lấy cân đổ vân nha, sau đó lên trên mặt trăng. Ủa mà có thiệt không vậy? Không có thiệt, tao làm thịt mẹ nha bé cây. Ok, đi. Cân đổ vân 4.0 có mà. Đi. À, có bé cây rồi cái cân đổ vân mà em nói đó bé cây, mang cho anh coi. Qua đây, em đưa nè, đây nè. Đó. Đâu, đặt ra đi, có gì cái cân đổ vân đâu, đặt ra. Đây nè, đó. Ủa? Bam. Ủa, cái này nó phải cân đổ vân, cái này là cái phi thuyền mà. Tào lao không biết cái gì là con thích nói. Ngày xưa Ngộ Không lái cân đổ vân là của cái đám mây không à. Nhưng mà bây giờ đám mây đó lực ma sát lớn, thiếu khí oxy để thở, giờ khoa học người ta trình độ nghiên cứu thì người ta mới gọi là cân đổ vân 4.0. Tào lao, nói đại, cái này là cái phi thuyền đi, mày đặt cân đổ vân. Đúng rồi, trời. Ủa rồi bây giờ đi thôi, đi leo lên. Ủa mà sao leo không được, cái gì nè, năng lượng yếu gì nè. Sao leo được, làm gì có dầu đâu mà leo. Ủa giờ vậy giờ sao, giờ phải đi kiếm dầu hả? Đúng rồi, người ta cho phi thuyền rồi, bắt người ta kiếm dầu cho đi nữa, trời ông nội người ta hả, đi mà đào dầu chứ. Ok, thôi vậy đi kiếm dầu. Ủa mà kiếm dầu ở đâu được giờ? Xuống biển đâu? Ok, mọi người bây giờ bọn mình sẽ đi xuống dưới biển để kiếm dầu để lên trên mặt trăng và thuần phục con kỳ lân nha. Trời là trời, cái gì đâu mà khổ vậy, gì phải đi kiếm dầu tùm lum la nó. Đi. Ôi nè, tới nè bé cây, giờ mình xuống đây mình đào dầu đúng không? Đúng rồi, mình đào dầu xuống như này nè, đó bắn xuống, bắn đâm. À đi xuống nè. Rồi dầu đâu? À cái này là dầu hả? Đúng rồi, cái này là dầu á, úp mặt vô thơm lắm. Ok, đi tôi lấy. Trời, cái này mình có thể làm được dầu để đi lên phi thuyền đúng không? Thôi gì vậy, cái này dễ ẹt. Thôi tưởng cái gì khó lắm, hóa ra là chỉ là lấy mấy cục dầu nè, chúng ta làm được rồi. Cái gì ơi, đào đi là đào để làm thành dầu để đi leo phi thuyền đi kiếm con kỳ lân anh em ơi. Đi thôi, đào tiếp. Thôi ok, bây giờ bọn mình đã chuẩn bị đủ dầu rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ nạp dầu vào trong mấy cái thuyền này nha. Rồi mấy cái phi thuyền chứ nhầm. Đó, rồi đi thôi anh em ơi, chuẩn bị chưa nào? Leo phi thuyền đi nào. Lên đi nè. Ủa ơi còn thiếu một cái trong mất tao dịch. Ôi kệ ổng đi, ổng cho ổng đau bụng quá, ổng đi vệ sinh từ nãy giờ chưa thấy đâu hết. Bọn mình đi kệ ổng đi. Rồi đi. Ổng đi từ hôm kia tới giờ luôn rồi đó. Đi ok đi ha mọi người ơi. Ôi mình đang trong cái phi thuyền nè. Cao thế. Đi thôi, nhanh lên mọi người. Ôi đây là mặt trăng hả? Wow. Trời ơi, tôi đang trên đầu ông là Phong. Ôi tôi cũng thấy bà kìa, trời ơi, cái chân nổ phi thuyền tôi bây giờ. Ôi trời, con bé cây rồi. Không biết. Đi xuống. Trời ơi, cái gì chớp chớp kìa Timmy. Tôi không biết nữa. Ủa sao tại dưới này lại chớp chớp ta? Rồi lấy xuống rồi xuống. Ôi. Ủa tôi nè. Ủa chơi dưới này đẹp quá à. Ủa đẹp ghê luôn á. Hình như là sắp hết oxy rồi đó. Ai biết được. Ôi cái gì vậy? Ôi đâu cái gì vậy Timmy ơi, cứu tôi với. À.
cái gì ôi cứu lên trời ơi chị ơi hết oxy rồi ôi anh em ơi, mình đã lượm được cái viên đá màu xanh lá cây rồi nè, không biết có phải cái này cái viên đá này là cái viên đá mà con bé cây nó nói không ta. Ủa mà Timmy rồi, Timmy ơi, ủa hình như là Timmy bị mấy con quái đánh cho nên là Timmy bị hồi sinh lại ở trái đất rồi anh em ơi, chết rồi, giờ còn mình đây à. Thôi kệ mặc kệ đi, bây giờ còn kiếm một cái viên màu xanh dương nữa. Ủa cái viên đó đâu ta, để xem. Ủa cái gì à? Ôi cái gì mà, ôi cái gì màu xanh dương kìa. Ôi giờ bây giờ mình phải xuống đó mình lấy mới được. Cái gì quái đông cái gì, để mình xuống coi cái gì à. Đâu đâu ấy à, đâu đừng hút tao đâu chết tụi mày giờ. Đi ra chỗ khác à. No, chết này mày nè mày. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng giết hết rồi, may quá. À trời ơi, đây chính là cái viên đá màu xanh nè, lấy mới được. À đây rồi anh em ơi. Vậy là mình đã có được đủ hai viên rồi, một viên màu xanh lá cây, một viên màu xanh dương. Vậy là mình đã có thể thu phục được con thú cưỡi rồi anh em ơi. Ngon nha. Ok, lượm lại. Ôi, còn cái rương gì đây? Ôi, một cái máy khoan nè. Ui, cái máy khoan này lạ quá. Ủa còn gì nữa đây? Khói đồng. Khói gravity là gì ta? Ủa còn gì nữa đây? À, để mình đọc cái này là gì ạ? À? Nhật ký của quỷ. Ủa nhật ký của quỷ hả? Bốn góc đặt bốn khối là sao? Ơ có cái gì lạ ta, bốn góc đặt bốn khối là sao? Thôi để mình leo lên trên coi, chắc mình ném này về mình hỏi anh vịt mới được. Không biết anh vịt có biết gì về cái này, mình thấy nó là lạ sao á. Ok để mình đặt cái khối gỗ ra. À, mình thấy nó cũng hơi lạ nha. Bốn góc đặt bốn khối là sao ta? Chẳng lẽ là cái khối gì ở chỗ liên quan trong đây hả? Ở đây có khối kim cương nè, khối này và khối này, hay là cần dùng những khối này ta? Bốn góc đặt bốn khối đâu, để mình đặt thử nha. Bốn góc đặt bốn khối nè, để xem nha. Đặt ở đây được không? Ok rồi, đặt ở đây, bốn góc đặt bốn khối ở đây. Có gì lạ đâu? Ôi cái gì? Ôi cái gì? Ôi cái gì?